triệu là ăn bọ à? Đưa tháng nọ đưa 1,5 triệu cho tao đổ ra hết mẹ gần 500. Mua được cái gì mà tháng trước 2 triệu đi. Anh em mới đưa 4 triệu thì có 1,5 triệu tiền ăn mày giả tao 2,5 triệu còn có 1,5 triệu. Đưa 2 triệu đi. 1,5 triệu mày bảo nợ 500 tao lấy. Hôm đấy mày bảo lý đưa mẹ 4 triệu rồi. 4 triệu thì mày còn nợ 2,5 triệu với lại 2 triệu tiền ăn nó phải 4,5 triệu không? Đưa 4 triệu thì tao bảo thôi 7,5 triệu tiền ăn còn 4, còn 2 triệu của tao. Còn 2,5 triệu của tao. Nên lấy, kia mất tiền. Thì tao đã mua gà với 500 này, với hôm đấy đi mua các thứ rầu ăn với 2 cân 19, 2 cân 1 đêm với lại đang mỡ đã hết mẹ 500. 1 triệu. Tháng này không phải mua đồ ăn đấy. Đi uống chất rượu thì cần giữ được uống chất rượu rồi.